Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Sau những ngày Bắc Bộ trời mưa rét ẩm ướt do tác động của không khí lạnh thì sang đến hôm nay thời tiết đã tạnh ráo hơn. Tuy nhiên buổi sáng thì trời vẫn còn nhiều mây âm u và nắng thì chưa có cơ hội quay trở lại, đặc biệt là ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và ven biển. Cụ thể tại khu vực Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam giàu ẩm nên độ ẩm không khí tăng cao, sương mù thì xuất hiện nhiều trong thời điểm ban sớm, một số nơi vẫn có mưa nhỏ mưa phùn. Nhiệt độ lúc này chỉ dao động trong khoảng từ 17 đến 19 độ, khu vực vùng núi thì có nơi dưới 16 độ. Sau đó khoảng một vài tiếng nữa thì trời vẫn còn nhiều mây, trưa chiều chỉ hửng sáng lên một đôi chút nên nhiệt độ cao nhất thì cũng chỉ ở ngưỡng 21 đến 24 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ thì có nắng nên nhiệt độ cao hơn hẳn các tỉnh phía đông và ở ngưỡng từ 27 đến 29 độ, một số nơi vượt ngưỡng 30 độ. Thời tiết đã giảm mưa và thuận lợi hơn cho người dân có các hoạt động mua sắm, giao thương trong những ngày giáp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo các hệ thống đo chỉ số chất lượng không khí 2 ngày qua, thì nhiều điểm quan trắc tại Hà Nội đều chuyển màu đỏ, mức có hại cho sức khỏe, và hơn 10 điểm quan trắc chuyển màu tím là mức rất có hại. Bên cạnh đó, dịch viêm phổi cấp đang có nguy cơ bùng phát, người dân cần cẩn trọng, giữ gìn sức khỏe, bảo vệ đường hô hấp của mình khi Tết đang đến gần. Hoạt động rất yếu của không khí lạnh kết hợp với dòng dáng của áp cao cận nhiệt đới mang đến thời tiết ít mưa cho các tỉnh duyên hải miền Trung. Với khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế thì sáng sớm trời nhiều mây và có sương mù nhẹ. Nhiệt độ lúc này chỉ dao động từ 17 cho đến 20 độ. Đến trưa chiều trời ấm áp hơn và mức nhiệt tăng lên từ 23 đến 26 độ. Riêng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thì có nơi trên 26 độ. Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trời có nắng và nhiệt độ trưa chiều ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tuy Hòa là từ 26 cho đến 28 độ. Riêng các tỉnh Khánh Hòa đến Bình Thuận nhiệt độ là từ 29 đến 31 độ. Đến đêm nay trời phổ biến không mưa, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực phía Nam của miền Trung sẽ trong khoảng từ 20 đến 23 độ, vùng ven biển là từ 24 đến 25 độ. Nơi có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước vẫn là miền đất phương Nam. Tại khu vực Nam Bộ trong hôm nay trời hầu như không mưa, toàn khu vực nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trưa chiều là từ 31 cho đến 34 độ. Một vài nơi tại miền Đông Nam Bộ xấp xỉ hoặc là trên 35 độ, còn ở vùng cao Tây Nguyên là từ 27 đến 30 độ. Ngày nắng nhiều là vậy nhưng về đêm tại Tây Nguyên do đặc điểm địa hình nên trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17 đến 20 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ ở các tỉnh miền Đông như là Tây Ninh, Bình Phước và Đồng Nai thì trời hơi se lạnh, với mức nhiệt trong khoảng 20 đến 22 độ, có nơi thì dưới 20 độ. Khu vực sông nước miền Tây nhiệt độ trong khoảng 21 đến 24 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong hôm nay, gió trên khu vực biển Đông bao gồm hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa có hướng đông đông bắc duy trì ở mức cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có gió đông bắc vẫn còn mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6. Vì vậy sóng cao trên 2 mét và tiếp tục có tình trạng biển động, gây mất an toàn cho tàu thuyền tại khu vực này. Như vậy là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hôm nay thời tiết vẫn còn lạnh và nhiều mây. Càng đi sâu về phía Nam, nhiệt độ sẽ càng tăng dần, thời tiết sẽ có phần nắng nóng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Những đợt không khí lạnh ở phía Bắc suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên sẽ dễ dàng khuếch tán về phía Nam, khiến cho gió Đông Bắc mang hơi ẩm vào đất liền, gây ra tình trạng mù vào sáng sớm với khu vực Nam Bộ, đồng thời sẽ làm cho nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ, trời se se lạnh vào sáng sớm với nền nhiệt thấp nhất trong khoảng 22 đến 25 độ, có nơi thì dưới 22 độ. Còn ban ngày, trời nắng, tiết trời khá oi bức với nhiệt độ cao nhất khoảng 31 đến 34 độ, có nơi thì trên 34 độ. Với hệ thống sông ngòi dày đặc, đất đai tươi tốt, phù sa màu mỡ không chỉ tạo điều kiện cho miền Tây Nam Bộ sở hữu những vườn cây trái bạt ngàn mà còn có cả những làng hoa cây cảnh vô cùng nổi tiếng, trong đó phải kể đến làng hoa Sa Đéc thuộc tỉnh Đồng Tháp nằm nép mình bên dòng sông Tiền. Làng hoa này đã có tuổi đời cả trăm năm và quanh năm thì luôn rực rỡ sắc màu. Nhất là thời điểm hiện nay khi Tết Nguyên đán đang đến rất gần thì không khí tại làng hoa này ngày càng trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn, không chỉ bởi hàng nghìn các loài hoa xuân đua nhau khoe sắc mà còn bởi vô số du khách tìm đến để tham quan, chụp hình và cùng với đó là các loại ghe xuồng, xe tải cũng tất bật tranh thủ vận chuyển hoa Tết đi khắp mọi nơi. Một trong những nét độc đáo khác của làng hoa Sa Đéc là hoa được đặt trên những giàn cao trong giỏ tre để chống ngập nước. Do vậy, du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội được ghé vào những nhà vườn để tận hưởng bầu không khí yên bình hơn, đồng thời có thể theo chân người dân nơi đây lênh đênh trên những con thuyền nhỏ, len khỏi những luống hoa đầy sắc màu. Và cũng nằm trong xu thế chung của Nam Bộ nên thời tiết tại Sa Đéc trong 3 ngày tới là khá ổn định, đêm không mưa, sáng sớm thì sẽ có mù nhẹ, ngày nắng cùng biên độ nhiệt ngày đêm trong khoảng 23 đến 33 độ,
nên rất thuận lợi cho hoạt động tham quan khám phá vẻ đẹp của làng hoa Sa Đéc cũng như các điểm đến thú vị khác tại Đồng Tháp. Tại Bắc Bộ, trong 1 đến 2 ngày đầu thì chỉ còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ mưa phùn, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời giảm mây và hửng nắng với nền nhiệt cao nhất ngày dao động trong khoảng 21 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 27 đến 29 độ. Đêm và sáng sớm nền nhiệt sẽ dao động trong khoảng 16 đến 20 độ. Đến đêm 16 sang ngày 17 tháng 1 thì khối không khí lạnh tăng cường nhưng chủ yếu là lệch đông. Vì thế đến ngày 17 tháng 1 thì khu vực vùng núi, biên giới phía Bắc trời chuyển nhiều mây và có mưa xuất hiện nhiều hơn ở diện rải rác. Nhiệt độ trong ngày sẽ giảm, trời rét, thời tiết vừa có mưa vừa rét nên sẽ ảnh hưởng phần nào đến hoạt động tham quan ngoài trời của quý vị. Xuống đến khu vực Trung Bộ, thời tiết trong 3 ngày tới tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế thì vẫn khá ổn định. Chỉ có mưa rào vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và ngày nắng. Đêm và sáng sớm, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình trời vẫn còn rét. Dự báo biên độ nhiệt ngày đêm trên toàn khu vực sẽ dao động trong khoảng từ 19 đến 28 độ. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận thì thời tiết ít thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm thì cũng có nơi có sương mù, làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế. Ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, nhưng thời gian mưa thì không kéo dài. Thời tiết khá thuận lợi cho các hành trình du lịch, với biên độ nhiệt ngày đêm dao động phổ biến trong khoảng 20 đến 31 độ. Khối không khí lạnh suy yếu và được tăng cường vào ngày cuối nhưng chủ yếu lệch đông. Do vậy, thời tiết ở khu vực các tỉnh vùng cao Tây Nguyên trong 3 ngày tới sẽ khá ổn định. Đêm không mưa, sáng sớm có sương mù. Ngày nắng với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng 27 đến 30 độ và thấp nhất về đêm là từ 16 đến 19 độ.